Đó là quả đu đủ. À, đây là quả đu đủ. À, quả đu đủ là để bị một con gì đó nó ăn mất một miếng rồi. À, đây là quả đu đủ. Đu đủ rất là giàu enzyme, tiêu hóa là cái điều đầu tiên mà chúng ta phải nói đến, đúng không? Thứ hai là trong đu đủ có chứa rất là nhiều vitamin A, tiền chất vitamin A. Đó là những điều đặc biệt cho sức khỏe. Đây, người ta đã quay trở lại ơi. À. Đây. Và một bạn đu đủ, một bạn đu đủ đã được tách vỏ và rửa sơ các phần mủ. Nhìn thấy các bạn trên Facebook các bạn chia sẻ thì đây là đu đủ. Đu đủ rất là vàng vàng đỏ luôn, đúng không? Chia sẻ thì các bạn luôn than rằng là các bạn ngày nay các bạn ăn đu đủ nó không có hạt đó, nhưng đu đủ của Mita ở bên này á hạt nhiều lắm. Hạt rất rất là nhiều luôn. Cái việc mà ăn đu đủ lúc bụng đói này thì liệu rằng nó có đau dạ dày hay không, các bạn hãy hỏi như vậy đó. Hoàn toàn không các bạn nhé, thì cái phần này thì các nhà khoa học đã chứng minh được đó. Ban đầu các bạn ăn thì cái ăn ngon ngon thôi, rồi các bạn ăn tầm là người ta ăn tầm 20 hạt đi đó, 2 4 5 6 7 nè đó, ăn tầm 20 hạt, 7 rồi 11 nè, 15 nè, đó 17 18 19 đó, 20 hạt đó, chỗ hạt này sẽ ăn, chỗ hạt này sẽ bỏ đó. Khi nào mà bạn biết bạn bị nhiễm ký sinh trùng khi mà bạn ăn uống rất là nhiều mà bạn không phải lên cân, đó là một trong những cái dấu hiệu sẽ suy nghĩ đến là mình có bị nhiễm ký sinh trùng hay không đó, thì thử kiểm tra ha. Tầm là 20 hạt. Ăn có vị gì? Nồng, cay, đắng. Nhưng mà vẫn ăn được. Người ta đang thắc mắc tại sao kiến nó có thể sống được trong quả đu đủ. Đây có một ổ kiến thôi để lại đó. Các bạn bè mà theo Mita tầm một năm trở lên chắc không có bạn nào quên ăn cái món này đâu, tại vì các bạn rất là ngoan. Các bạn hỏi là ăn nhiều đu đủ như vậy thì có bị vàng da hay không? Có chứ. Ăn quá nhiều đu đủ nhưng mà cơ thể của các bạn không hấp thụ kịp tiền tố vitamin A hoặc vitamin A và cũng chưa kịp đào thải ra ngoài thì các bạn sẽ bị vàng da. Nếu trong trường hợp mà quá thừa, cơ thể sẽ tự đào thải, thì việc đào thải đó chỉ cần nghỉ 3 đến 5 hôm mà nó sẽ hết, nó sẽ vàng. Đúng là mặc dù khoa học chưa chứng minh được sâu sắc vì sao ăn đu đủ kèm theo một ít hạt đu đủ tầm khoảng 20 hạt định kỳ hàng thường xuyên thì có thể tiêu diệt được ký sinh trùng đường ruột, nhưng ở dưới là gọi là phân tích lâm sàng thì điều đó có xảy ra, điều đó có xảy ra, có nghĩa là đối với những nhiều bệnh nhân bị ký sinh trùng đường ruột, kể cả bị nấm candidase nữa, mà sử dụng đu đủ thường xuyên lúc bụng đói và khoảng tầm 20 hạt đu đủ cứ một tuần một lần là được rồi, thì rất là thường xuyên như thế thì họ sẽ không còn bị nhiễm nấm candidase nữa, cũng như là không còn bị những ký sinh trùng đường ruột nữa. Và thêm một lý do nữa là nó an toàn. Thêm một lý do nữa là không ảnh hưởng với ai cả. Do đó cuối cùng bạn Mita vẫn đưa ra một quyết định rằng, vẫn khuyến khích cả nhà rằng hãy sử dụng đu đủ thường xuyên hơn, định kỳ hơn, và sử dụng những đu đủ là một ít hạt, tầm khoảng 20 hạt đu đủ một lần, và cứ lên một cái kế hoạch như vậy, sử dụng rất là thường xuyên thì cơ thể của bạn sẽ rất là tốt đó.